trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội. Bản thân mô hình kinh doanh đa cấp thì không lừa đảo, nhưng nhiều cá nhân và tổ chức vô lương tâm đã sử dụng những kinh doanh này để lừa đảo, lợi dụng lòng tin của người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Mới đây, nhiều hộ nghèo tại xã Đắc Si, tỉnh Kon Tum đang hoang mang vì trót góp số tiền lớn cho những kẻ lừa đảo dưới cái mắt công ty đa cấp. Nhận gần 500 triệu đồng tiền đền bù từ thủy điện Ít, một hộ nghèo tại làng Long Luân, xã Đắc Si, huyện Đắc Hà, Kon Tum được mời góp vốn vào công ty Thiên Ngọc Táng với lời hứa lãi suất cao. Anh được công ty này đưa đi du lịch ở tỉnh Đắk Lắk và được thưởng 35 triệu đồng gọi là tiền thù lao. Tiền vào những cam kết bùi tai vào khoản thù lao lạ lùng. Atik đã góp 248 triệu đồng vào công ty này mà không có bất cứ giấy tờ gì ngoài một lời hứa. Cũng giống như Atik, anh A Anh ở làng Long Duôn được thủy điện đền bù 470 triệu đồng. Sau đó anh sang văn phòng công ty Thiên Ngọc Táng ở thị trấn Đắc Hà để góp cả 100 triệu đồng. Xét thấy một cái khả năng mà không thu lại tiền thì nên tố giác với cơ quan nhà nước để được bảo vệ. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, số lượng các doanh nghiệp thành lập dưới danh nghĩa bán hàng đa cấp tại Kon Tum đã tăng lên gấp 19 lần. Với những biến tướng và chiêu trò lừa đảo của những kẻ làm ăn gian dối, nếu chính quyền địa phương không có các biện pháp để cảnh tỉnh người dân, thì không lâu nữa những hộ nghèo tại đây sẽ còn nghèo hơn nữa sau khi cơn bão đa cấp này quét qua.